khen nhau với chị đẹp. Em ơi thực sự là phải nói là mọi người nhìn này, mấy thôi mùa đông nhở, chả mấy khi nhở mọi người nhở, mùa đông chả mấy khi là mùa được ăn nhiều. Cái mỡ của em nó nung ninh sợ thật, nhưng mà em lại giảm cân rất nhanh nhá. Mọi người vào lại cái livestream này giúp cháu lóa đi nào, vào lại livestream giúp em. Em sạc máy đã, có nước không, khăn nước á. Vào lại cái livestream này giúp em nha mọi người. Thực ra cái quần này của em nó em mua có 35.000 từ lâu rồi. Hôm nay lên một mã quần rất đẹp, mã quần này là lót lông cừu hay lông gì ấy, nó khác hoàn toàn với những cái quần khác. Quần này em chỉ gọi anh đưa cho em đi, màu da trước đi. Mọi người nên mua để mặc, cái quần em thấy rất là đẹp, bản thân em thấy đẹp em mới nhập về cho mọi người, mà cái giá của nó rất là yêu. Cái giá của nó rất là yêu luôn. Cái giá của nó rất là yêu luôn, thế nên là mọi người đây mở đầu livestream này. Nào, cùng mở đầu livestream. Cái mã này thì màu hot khỏi bàn rồi nha các chế. Màu cái mã này không biết là có giống mã này không nhỉ? Cái này thì màu hot khỏi bàn rồi. Cái này màu xám thì màu hot khỏi bàn rồi, nhưng mà mọi người vẫn chia sẻ livestream thì vẫn cứ là để cho mọi người cái giá tốt luôn. Mã này để cho các chế chia sẻ livestream thôi nhá. Cái mã này để cho các chế chia sẻ livestream này. Bút em bút kia mất rồi. Đâu? Mã màu xám, thực ra cái màu mà riêng ngày hôm nay xin lỗi các chị một tí bởi vì cái áo của em nó hơi bị ấy. Hơi bị lộ cái màu dây đen. Mọi người vào lại Facebook này đi. Nhiều váy lắm nhưng mà em chưa lên váy đâu. Hôm nay tập trung lên mấy cái đấy, đúng rồi. Mã bao nhiêu đây? 14 này. Đây. Chia sẻ livestream một mã này bán giá siêu hot, siêu hot luôn. Cái màu xám này thì khỏi nói, mặc với vest đẹp lắm. Trời ơi. Cái màu xám này mặc với vest thì gọi là siêu đẹp, mà nhìn hộ em cái chất len này. Cái chất len này rất đẹp luôn này. Áp dụng các chế chia sẻ livestream nhá. Ok, chị có chân váy không? Đang hăng máu thì chuẩn luôn eo, mọi người đang kiểu chốt giá man luôn ý. Thì tự nhiên lại bị đơ này. Cái màu này quá đẹp luôn này. Chia sẻ livestream bán một cái này. Áo này em mà bán nha, các chị không mua lúc sau em mà mặc trên livestream mà các chị là hỏi là hờn nha. Bởi vì áo này màu rất đẹp, màu cực kỳ sáng da, mà mọi người mặc bên trong khoác một cái vest cho em. Hoặc mùa đông mọi người mặc bên trong một cái sơ mi ấy, cái sơ mi trắng tay dài rất đẹp. Bởi vì sao, cái này của nó rất đẹp này, form của nó cực kỳ đẹp luôn. Không sợ là bị ấy đâu mọi người nha. Nên hộ em chốt mã này đầu tiên, mở đầu livestream cho em. Mã này bán cho em là 49.000, vừa bán xong. Nhưng mã này bán 49.000 cho em. Áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Mã này là mã 15 đúng không? 15 cho em này, áo đẹp. Không, mã này các tình yêu form nhỏ. 49.000 cho em này. Áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream 15 cho em, 49.000 này. Ok, Thiện Tâm có hàng này. Thiện Tâm cho em này. Chắc chắn mua hàng cho em nhá. Mã 10 mấy ạ? 15 đúng không? Mã 15 cho em này, 49.000, quá đẹp luôn. Mã này thì khỏi phải nói, len cực kỳ đẹp, mọi người mua ở đâu không bao giờ có một cái chất như thế này luôn. Áo đấy Trần Chi có hàng này. 49.000, mã 15 cho em này. Phạm Hương ơi, 15 cho em 49.000 này. Áp dụng các tiêu đủ đơn nha, bởi vì ở đây nó có một cái đường này rất đẹp này, mặc không hề nhìn thấy bụi béo luôn. Xí xóa 15 này. Xí xóa luôn này. Chắc chắn chốt hàng, chốt cho em nhá. 15 cho em, nhanh tay, còn đúng mấy cái thôi, còn đúng 3 cái, 4 cái thôi là hết. Nhanh tay cho em 15 này. Nhanh tay cho em là lên cho em một mã quần tất này hot lắm. Trần Chi có hàng rồi, Xì Xòa có hàng rồi. 15 chị Tài Hiền Anh này. Mã này chị không sợ ấy đâu chị Tài Hiền Anh ạ. Mặc chất thích lắm. 15.000 cho em này, 15 Ha Dung có hàng này. Ha Dung có hàng này. Ha Dung là ai? 55.000 cho em này. 15 cho em này. À đâu, Hạ Vương chứ. Ha Vương có hàng này. Ha Vương chứ nhầm. 15 là Ha Vương có hàng này. Hoàng tươi 2 cái. 15 Hoàng tươi 2 cái này. Mã này mặc chất rất thích luôn ạ. Hoàng tươi cho em này. 45.000 cho em này, ok, 15 hàng tươi 2 cái, hết mã này cho em luôn này. 49.000 đúng không? Đấy, mỗi cái like của 4.000 thôi, làm bao nhiêu mọi người ơi. Mỗi cái này like của 4.000 thôi. Vừa nãy cái kia bán thì ừ thì được 4.000, với cái kia thì được ừ thì 10.000. Mã 15 này chốt cho ai đây? Hoàng tươi này. Hoàng Ha Vương có số điện thoại cho em nhá. 48.000 này, đấy, à 49.000 này. Ha Vương này, ok. Lên cho em cái quần tất này, thực ra quần tất này để em xem có size không đó này. Quần tất này em nghĩ mọi người nên mua, bởi em thấy một cái quần tất này rất đẹp và của nó là hàng xịn nhá mọi người nhìn này. Cái quần này rất đẹp, mọi người mua cái quần này nó phải rơi vào tầm khoảng độ 100.000, 150, 150 này, nhìn cho mọi người xem cái lót lông này. Hôm em chỉ bán cho mọi người quần tất này giá 65.000 thôi, em nhập rất cao, bán nhập 65 là bán 65 luôn. Đây, nhìn của em này. Quần tất rất đẹp này. Mua tặng cái quần tất này cho mẹ thì rất là đẹp, bởi vì cái này em nghĩ là nó form của nó rộng này, và đây cho mọi người xem cái này mới là cái quan trọng này. Đây ạ. Nhiều em ạ, cái lót lông này em đã bán, mà cái quần tất này mặc rất nhẹ luôn ạ. Nó không bị một cái nào gọi là cái quần màu da trước nhá. Mặc đẹp lắm luôn mọi người nhìn này. Mặc rất đẹp và co giãn thoải mái. Em nghĩ quần này tầm khoảng 60 cân đổ xuống mặc vừa đấy. Tầm khoảng 55 cân đi cho thoải mái mọi người nhá. Đây. 65.000 thôi, em nhập bao nhiêu em bán bấy nhiêu cho mọi người này. Cái quần này là hàng hãng của nó rất đẹp.
Hàng hãng bên Quảng Châu rất đẹp, em nghĩ là mọi người nên mua, bởi vì cái quần này hàng hãng của nó đã rất là đẹp rồi. Nên em nghĩ là mọi người nên mua cái quần này, nó rơi tầm khoảng độ, cái quần này là em đang bán trước cho mọi người nhá. Màu da mặc rất đẹp luôn này. Màu da mặc rất đẹp cho em luôn, mã này mọi người ấy cho em là 65.000 mã này này, rất đẹp luôn này. Bao nhiêu đây nhỉ? Cái mã bao nhiêu đây? 16 đúng không? 16 cho em này. 16 đẹp xuất sắc luôn. 16 này, mua tặng cũng đẹp bởi vì quần tất này rất xịn. 16 Trần Chi có hàng này. 65.000 nhập bao nhiêu bàn bấy nhiêu mọi người mua quần tất rồi. 10 mã này màu da mọi người mặc đi tất đôi bốt này, mặc thật chân cực kỳ luôn, màu da của nó là màu da ấy mà. Mã bao nhiêu đây? 16 này. Trần Chi cho em này 65.000 một cái thôi ạ. Yên tâm đi, em bán không phải là bán hàng vớ vẩn đâu ạ. 16 này, có đen đấy, có đen nhưng em bán ra trước nhá. An bạn em một cái. 16 An An này, mua về tặng mẹ cũng đẹp bởi vì nó quá rẻ luôn ạ. 16 này An An này. 65.000 này. Đúng rồi. Vâng, áo lại hỏi áo em mặc à, trời ơi áo em mặc em bán rất nhiều rồi mọi người. 16 kim ngân một cái nè, thiện tâm một cái này, nhanh tay nha, mã này lông rất đẹp luôn ạ. 65.000 cho em này. 16 này kim ngân này, 16 thiện tâm này, kim ngân xin số cho anh này, thiện tâm cho em này. 65.000 này, hỏi áo em mặc hả? 65.000, 65.000 mọi người, 65.000 cho em này, 65.000 cho em này. Bây giờ chẳng biết bán gì nữa đâu. Hết 16 còn một ít. Ok, thiện tâm này, chắc chắn mua hàng nha. Không lúc sau mà để đủ lý do để em mệt lắm, em không chốt cho mọi người đâu. Trời ơi, cái chân váy này còn hôm trước là không biết là khách báo là bị lỗi, không biết lỗi ở đâu. Lan Hoàng 16 2 cái. Lan Hoàng 16 2 cái này. Lan Hoàng 16 2 cái này. Đẹp lắm, mắt này đẹp, không đẹp thì không lấy tiền luôn này. Lan Hoàng xin số nhé. Lan Hoàng này. 65.000 này. Ok này. 16 Lan Hoàng này. 65.000 này. À em bảo này, mọi người thích em nhập cái quần tất Nhật về không? Cái quần tất Nhật ấy. Cái quần tất Nhật ấy em bán cho mọi người 15.000, mọi người thích không? Thực ra em thấy cái quần tất đấy cũng ok. Nó phải gọi là rẻ rẻ. Hoa pha lê không dầu có hàng này. Thật đấy chị Nhung ơi, 16 này. Hoa pha lê cho em này, đẹp lắm. 65.000 cho em này. Còn nốt cho em thì còn đúng 3 4 trước thì thế hết này. Ok, lên cho em một cái chân váy này, ai nhận cái chân váy 16 thơm Jenny có hàng này. Ok, chị xí xóa có lấy không? Thơm Jenny cho em 65.000 này, ok này, 16 này, xí xóa này. Cho em xem 16 với 16 là quần tất đi tình yêu. Đây này, 16 là quần tất này, mặc rất đẹp này. Mọi người gầy gầy mặc cũng xinh nhá. Bên trong lót lông mắt này mọi người mua tặng mẹ. 16 Ngọc Hân này. 16 chị Ngọc Hân lấy đen đấy chị Ngọc Hân. Ok, anh đi xem. 16 lát hàng 2 cái rồi xin số đi. Lan Hoàng xin số tại đây, quần 16 này nhìn em cái quần tất này rất đẹp này, màu rất thật chân nhá. Màu rất đẹp luôn mọi người nhìn này, nó là hàng lót lông bên trong Kim lót Ngân lông xin này. Số điện thoại đi, Kim Ngân. 16 này. Quỳnh Nga bảo lấy 3 chiếc. Rất đẹp luôn. Quỳnh Nga 3 chiếc. Quỳnh 16 Quỳnh Nga 3 chiếc này, một quần tất Nhật em lấy là 15.000 mọi người có ưng không? Nếu như mọi người mua 10 cái em chỉ để cho mọi người giá 14 rưỡi thôi. Bởi vì quần tất Nhật em lấy em lãi được 500.000 là tiền công chở em thuê ship về. 16 Kim Ngân có hàng rồi. 16 Quỳnh Nga. Quỳnh Nga 3 chiếc à? 16 mọi người thích quần tất Nhật không? Quỳnh Nga cho em này. Kim Ngân 65 này. Quỳnh Nga Lan Hoàng xin số cho anh. 16 Quỳnh Nga này. Lan Hoàng có rồi, Lan Hoàng xin số cho anh. Lan Hoàng có rồi này. 2 cái. 16 Lan Nguyễn Thị có hàng này. Quỳnh Nga cho em này. Không, em đang bán màu da nhá, màu đen chưa dán được tình yêu ơi. Quỳnh Nga cho em này. 65 này. Ok này. 15 này, 15 chốt 16 đúng không? Ngọc Thúy có hàng này. Ngọc Thúy đơn đi rồi nhá. Sang đơn mới cho em này. 16 còn ai nữa nhỉ? 16 còn ai mà chốt nhỉ? Quần tất Nhật chưa bán đâu mọi người, em đang hỏi ý kiến mọi người cho mọi người thích thì em lấy cho mọi người, chứ còn quần tất Nhật em 16 có rồi, 16 có rồi, Quỳnh Nga có rồi nhá. Quần tất Nhật là em chưa bán đâu, quần tất Nhật em chưa bán đâu mọi người nhá. Quần tất Nhật mọi người có thích lấy không? Em bán cho mọi người là 15.000 một cái bán lẻ đấy. Các chị cứ mua đơn, quần tất Nhật mọi người thích màu gì comment cho em để em lấy luôn cho mọi người này, không người ta hết mất. Quần tất Nhật 15.000 cho em này, bởi vì quần tất Nhật là em lấy loại cũng rất là ok. Ừ, quần tất Nhật để cho mọi người mặc ấy, em thấy mặc cả một mùa cũng rất là ok mà. Quần tất Nhật em lấy toàn là loại đẹp thôi. Quỳnh Nga có số rồi, Lan Hoàng có số cho em rồi này. Lan Hoàng có số chưa? Ờ, đấy. Đây, một mã này nữa cho em. Nói chung cái chân váy này chả hiểu khách báo lỗi mà em chưa biết lỗi ở đâu. À đây có một cái lỗi này này. Còn như là nó lỗi nhẹ nhàng thôi, cái cuộc cái chân váy này ai nhận rồi thì biết này. 50 cho em nha, hơn 50 cho em cái chân, còn cái này là tặng cho em này. 50 cân cho em nhá, chị nào 50 cân mặc cho em này. Ok ok, sẽ tí nữa sẽ đăng quần tất Nhật để xem mọi người không. Không dồn đơn đâu, đi đơn luôn. Không dồn đơn nhá, không dồn đơn đâu mọi người ơi. Không dồn đơn của em nha, không dồn đơn cho em này.
Cái này em giữ cho mẹ em một cái, giữ cho mẹ em chục cái mẹ em mặc. Dồn đến lúc Tết Nhật về đến Tết là... không dồn, không dồn đơn Tết Nhật về đâu mọi người nhá. Em là em lấy luôn là em xong luôn đấy ạ. Không dồn đơn đâu ạ. Đây. Đẹp này, cái này comment tặng cho em này, tính như là 50 cân này. Đây. Cái mà còn cái chuồng cái chân váy này xịn lắm rồi. Mọi người mua thì mọi người biết chả cần phải giới thiệu nhiều. Nó chỉ bị lỗi nhẹ một xíu hoặc là nên nhìn cái túi mác mọi người biết rồi này. Khỏi phải giới thiệu nhiều. Khỏi phải giới thiệu nhiều luôn, comment tặng cho em này. Comment tặng giúp em này. Ok, tặng Hồng Nhung luôn này. À chết nhầm, tặng Phạm Nhung luôn này. Tặng Phạm Nhung luôn này. Tặng Phạm Nhung cho em này. Ok, mã này em hết này. Lên tiếp cho em đi Tú, lên tiếp mã cho em đi. Lên tiếp mã cho em đi. Lan Hoàng ơi, xin số điện thoại Lan Hoàng cho em này tình yêu. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhé, chứ nhà em không chốt chơi chơi đâu mọi người ơi. Quần Tết Nhật em bán 15.000 đồng, bình thường giá là mọi người bán ít nhất là 25-20.000. Mọi người mua 10 cái 1 thì em để cho mọi người đùa đấy. Mua 10 cái 1 em nói thật là mua 10 cái 1 để cho em giá 14. Bởi em nói thật là em nhập 14.000, quên bảo nhập 14.500. Em lấy 100 cái thì người ta sẽ để cho em là giá 14.000 nhá. Đợt trước em lấy 1.000 cái mà giá 14.000, riêng quần Tết Nhật em bao chất luôn. Thực ra là để mà nói cái quần tất Nhật mà để mà nói đấy là tâm sự thật với mọi người luôn. Nếu như mọi người mua một cái quần tất 15-20 nghìn mà em bảo mọi người là nó cào không rách thì em nói điêu. Hồng Mơ ngày mai ship nhá. Hồng Mơ ngày mai ship bảo là cào không rách thì là nói điêu. Nhưng nếu như Melanie Lê có nhìn thấy này. Ok, cào. Cào không rách thì bảo là em nói điêu. Quần tất Nhật để mai. Cào không rách thì lại bảo là em nói điêu, nhưng mà mặc cũng rất là ok. Quần tất Nhật em bán cho mọi người, nếu mọi người lấy 10 cái lê trở lên thì sẽ là 14.000. Quần tất sẽ có màu đen với màu da, màu ghi màu xám, nhưng em chỉ lấy chủ đạo là hai màu là màu đen với màu da thôi bởi vì dễ mặc. Áo chị Phương Nguyễn ơi, áo tím lông thỏ, tí nữa em xem ai chưa lấy thì em để ở chế nhá. Nên là như là từ từ nhá mọi người nhá, đừng comment trước và đơn. Nếu mà mai em có trước, mai em gọi người ta về được thì là sẽ về, còn nếu mà người ta hết thì sẽ chờ. Nhưng em bán mọi người lấy 10 chiếc trở lên là giá 14.000, còn một chiếc là giá 15.000 đấy. Em nói thật tùy mọi người, em nhập đã là 14 rồi bởi vì sao? Em nhập đã là 14 rồi bởi vì sao? Bởi vì là cái đấy là rất là đắt luôn này. Lên cho em mã này nữa này. Đây. Lên các áo thun cốt tông để cho mọi người mặc bên trong này, chất rất là thích này. Thế là mọi người cứ từ từ đưa áo hồng lên cho em này, rất đẹp này. Toàn bộ đều là áo màu tím. Áo này rất xinh luôn. Nó là form dáng áo thổ cẩm này. Em nghĩ áo này mặc cũng rất là thích này. Form áo thổ cẩm này, mặc rất đẹp. Nó là dáng áo kiểu mọi người mặc với quần legging này. Tay thổ cẩm này, màu này rất lạ luôn nhá. Tay thổ cẩm cho em này. Mã này bán cho em cái túi cũng xinh này. Mã này bán cho em là bao nhiêu đây ạ? 55.000 cho em ạ. Mã này bán cho em 55.000 còn 5 cái này. 55.000 cho em này. 55.000 cho em này còn 5 cái này. 55.000 cho em rất đẹp này, chất rất thích màu tím cho em này. Mã này mặc mọi người giặt máy giặt. Em đảm bảo mùi quay máy giặt 10 năm không xù luôn. 17 cho em, mã 17 cho em này. Bút này bút đâu rồi? Mã 17 cho em này. 17 cho em 55.000 áo này thôi nhá mọi người nhá. Yên tâm, sẽ tí nữa em sẽ đăng một bài 17 cho em này để xem mọi người lấy mã gì. 55.000 cho em này, áo rất đẹp này. Xinh lắm, có 55.000 mọi người mặc cái áo mua ở nhà cũng được, mặc cái legging cũng đẹp. 17 ok, sẽ lên pha, chị Phạm Thư sẽ có pha cho mọi người này. 17 ok Hưng Bi. 17 cho em 55.000 một cái, đơn của chị tầm 2-300 thì đi nhé. Ok tình yêu. Em tưởng chị bảo lên pha, ok thiện tâm. 17 này xem còn đầy phao, phao nhiều lắm luôn. 17 lên mã cho em này mọi người phải lên, mọi người phải ủng hộ em. Đơn chị đi chưa thấy, chưa đi thì gộp dạ luôn cho em Hưng Bi ơi. Đơn Hưng Bi để em check nhé Hưng Bi. Nếu mà đi thì phải ship thu COD. Phao đi bạn ơi, tiền su su. Ok nào thì phao dài nè. Hưng Bi Hưng Bi đơn đi rồi, chuyển khoản rồi này. Nào thì phao. Khổ thân em. Khoác cardigan ok mọi người nha. Từ từ này sẽ có hàng cho các chế. Sẽ có hàng cho các chế. Toàn phao với dạ lên. Lên một mã áo nữa nhá. Mọi người phải ủng hộ cái mã này cho em. Mã này rất đẹp, cực kỳ cao cấp này. Lương cái mã màu xanh mực hà đấy cho em. Lương cái mã màu xanh mực hà cho em này. Tại hiện anh ơi 42 cân mặc hơi rộng đấy tình yêu. Đây một mã này. Mã này mặc rất đẹp. Trời ơi cái mã này mọi người phải ủng hộ em đi chứ. Sao toàn phao với dài giờ. Trời ơi bán dễ giờ. Tân lông. Ok chị Ngọc Hân. Đây. Đây này, mã này cực kỳ xịn luôn này. Cái chỗ em nhập hiện tại người ta còn đang bán 79.000 một cái mọi người nhìn hộ em này. Chỗ em nhập hiện tại người ta còn đang bán 79.000 một cái đấy. Mọi người đã biết rồi chứ không phải không. Bởi vì cái áo này em còn sót được một cái nên em bán cho mọi người giá rất là yêu luôn. 68.000 trời, áo này không lấy hơi bị phí luôn này. Màu xanh bạc hà, mặc với chân váy rất đẹp. Chất cực kỳ cao cấp, nói chung mọi người nhìn cái áo là mọi người biết ngay là hàng đẹp bằng không rồi. Nên em bán cho em là 69.000 thôi. Áo này cực kỳ. Mã bao nhiêu? 17 cho em này, 69.000, mã này khỏi phải nói luôn. 17 cho em 69.000, nhanh tay thì còn này. Màu xanh bạc hà mặc rất đẹp, cái túi của nó cực kỳ lạ luôn này. Trời ơi đẹp lắm luôn, mã 17 đúng không? 17 cho em này, thiện tâm có hàng này, nhanh tay thì còn. 17 thiện tâm có hàng cho em này. Thiện tâm mã này hàng cao cấp ạ. Thiện tâm cho em ạ, 68.000 ạ.
17 suất ai? Tiền Su Su. Tiền Su Su cho em này. Quỳnh Nga. 68.000 ok, 17 Quỳnh Nga này, nhanh tay thì còn nhìn của em này, hàng hãng luôn này. 17 Quỳnh Nga này. Phương Thoa. Quỳnh Nga cho em này, 68.000 này. 17 Phương Thoa cho em này. Trong sạc lấy chút nha, Hồng Ngọc này. 68.000 cho em này. 17 Hồng Ngọc này, bác này mặc xinh cực kỳ luôn này. Hồng Ngọc cho em này. Dương Hạnh. 68.000 này. 17 Dương Hạnh này. Má này đẹp xuất sắc, em phải giữ cái mặc mới được. 68.000 này. 17 chốt Linh Hồng cho em này, đẹp xuất sắc. 68.000 này. 17 chốt cho em là Gabi, Gabi có hàng này. Đẹp xuất sắc luôn, 17 còn đúng một chiếc nữa. Ô em giữ lại mặc này. Đẹp lắm luôn, 17 chất rất đẹp, hàng cao cấp luôn này. 17 này. Đây còn cả mã này nữa, chốt đúng một mã này nữa cho em, bởi mã này em xả cho mọi người luôn. Đây 17 trang heo cho em là hết rồi, người phải đẹp quá. Cái mã này mọi người mặc với quần legging bên trong cho em, mã này 17 trang heo này. 68.000 cho em. Đây. Một mã này nó gọi là xả như chưa từng được xả luôn. Cái này em còn một ít thôi. Nó cũng là hàng Quảng Châu để mọi người mặc với quần legging mặc ở nhà cho em. Em xả mã này 38.000. Trời ơi, 38.000 là lỗ luôn mã này đây hộ em. Mọi người mặc bên trong của legging màu hồng phấn rất xinh này. Màu hồng phấn rất xinh nhá, mọi người mặc bên trong của legging cho em. Thôi mã này xả tiếp cho em thì em xả cho mọi người gọi là giá. Mã này là form, có form có size S đấy, có form nhỏ. Mọi người em xả form nhỏ trước nhá. Anh đưa em mượn này, em đưa mượn cái form này đây. Cái form này form to. Rất đẹp luôn này. Cái form này mọi người tầm khoảng dưới có form nhỏ này. Mã này chốt cho mọi người giá 30. Mã này là lỗ luôn nhìn em này. Đều là hàng Quảng Châu rất đẹp nhá. Đây này. Mã này để mọi người mặc ở nhà cho em nhá. 38.000 này. Đẹp lắm luôn, mọi người nhìn hồng phấn này. Cái này thì nhỏ hơn này. Mã mười mấy đây. Mọi người mặc ở nhà cho em này. Chất rất đẹp luôn này. Chất rất đẹp để mọi người mặc ở nhà cho em là 30 bao nhiêu? Đây nhá, có sét ở đây tùy mọi người thích kéo sét lên thì mọi người kéo 18 này. Mọi người mặc ở nhà cho em nhá, 38.000 này. Nguyễn Hải có hàng, Thanh Thiên có hàng. 38.000 cho mọi người mặc ở nhà cho em nhá. Mặc cái quần legging ở nhà này. Lữ Thị Hậu có hàng này. Thanh Thiên cho em này. 38.000 cho em này. 18 Thanh Thiên này. 18 Nguyễn Hải này. 38.000 này. 18 chốt cho em này. Là Hồng Ngọc này. Em chưa ghi từ 10 đâu. 38.000 này. 18 chốt cho em là Lê Thị Hà này. Nó là form dáng rộng mọi người ơi. Đây mặc cho mọi người xem nhá. 38.000 này. 18 là form dáng rộng này. 18 là form dáng rộng nhá, đây này. Có cái set ở bên cạnh. Nói chung là mã này mọi người mặc ở nhà cho em nhá. Mọi người mặc ở nhà cho em này. Màu hồng phấn rất là xinh. Len 18 hai cái ok. Nguyễn Hải này. Lên cọc cho em cọc S đi anh. Cọc S cho em đi. 18 này. 38.000 đâu mọi người mặc ở nhà cho em lên kia kìa. Có cái size ở đây ấy. Size L, size S lên S cho em. 18 cho em đẹp lắm. Rồi em chốt để em đi ăn đây. Cả đêm à, cả sáng nay chưa ăn gì. Ok Lữ Thiệu đúng rồi. 18 Lữ Thiệu gộp với cả Nguyễn Hải luôn đúng không? Dáng rộng chị Nhung ơi. 18 này Nguyễn Hải hai cái này. Lữ Thiệu là Nguyễn Hải. Lữ Thiệu là Nguyễn Hải luôn. Đây. Thanh Thiên này. Em thấy gì? Toàn đọc tôi không biết. 18 này Lữ Thi Hậu này. Nguyễn Thi Hải biết rồi mà, Nguyễn Hải biết rồi mà. Không biết là để đâu chứ. Anh vứt ra rồi. Đây Nguyễn Hải đây. Ok rồi. 18 cho em chị Nhung nè. Nói chung mã này mọi người mặc ở nhà cho em thôi nha. Em thấy cái chất của nó rất là thích ý. Chị Nhung cho em này. 38.000 này ok này. 18 Vũ Châu Lê 58 cân ok này. 18 này Vũ Châu Lê này. Vũ Châu Lê hơi nhiều đấy. 38.000 cho em này. Nó không phải, nó là do form dáng rộng hết nhá. 18 Vân Trinh cho em, mọi người mặc ở nhà giúp em nhá. 18 Vân Trinh cho em này. Vân Tinh Chuyện Thâm này. 18 Vân Trinh, nó là form dáng rộng nhá. Mọi người mặc thành váy ngủ ở nhà cho em nhá. 38.000 cho em này. 18 Thiện Tâm này. Nhanh tay thì còn tình yêu ơi, Thiện Tâm này. Nga ST có ship Thiện Tâm cho em này. 38.000 này. Rất đẹp. 18 cho em còn mấy chiếc đấy em mặc đó nhá. Em mặc 18 Phạm Hồng này, mọi người mặc cái quần legging rất đẹp này. 38.000 một cái áo. Trời ơi, cái váy chứ ạ. Mặc quần legging ở nhà rất đẹp này. Ok, Melanie Lê có hàng này. Phạm Hồng xin số cho anh. Melanie Lê cho em nhá. 38.000 này. 18 Vân Trinh có hàng, Melanie Lê có hàng này. Hải Vân Phạm chưa đi đâu. Chưa đi đâu ạ. Ok ok, 18 Melanie Lê hai chiếc này. Melanie Lê một cái, Melanie Lê này, 18 này. 38.000 này. Ok. Ok đây đợi chị em đấy cho mọi người xem nhá. 18.
giá còn có mấy chiếc em bán nốt mà. Một cái có ship, một cái giả. Một cái giả có ship nhá, một cái giả có ship này. Đây mưa to lắm mọi người ạ, đây. Nói chung là cái váy màu hồng 18 chân chi có hàng này. Để cho mọi người mặc cái váy giống như mọi người mặc cái ấy ở nhà mà. Em bán còn là cho mọi người mặc cái ở nhà mà. Cái này chất cũng rất đẹp nhá. Em mọi người 18 chân chi có hàng. 18 thỏ nâu có hàng này. 18 chân chi cho em này. 38.000 này, ok này. 18 thỏ nâu này. 18 này ok này. 18 thế thì 10. Nguyễn Tuyết có hàng này, hết cho em mã này nhá. À còn anh ơi. Đưa cho em đi, đưa cho em. 18 Nguyễn Tuyết có hàng này. Ok ok. Anh đưa Nguyễn Hải lấy một cái thôi. 18 Nguyễn Tuyết, 18 Yến Linh này. 18 này, Nguyễn Tuyết này, váy hồng mọi người mặc ở nhà nhá, 30. 38.000 này. Yến Linh này. Yến Linh à? Ừ. Ok. 18 Lê Phương rồi này. Lấy một cọc đi. Trời ơi trời đang mưa đấy các chế. Có len cao cổ. Nhiều len lắm. Lấy một cọc len đi anh. Trên này có một cọc len mà ấy, cọc len dày ấy. Lấy luôn cho em. Lớn được. Ừ, áo khoác nam có em để cho các chế Lê Phương có nên 18 chốt cho em này. Lê Phương này. Trời ơi. 18 Lê Phương cho em này. 18 Lê Phương cho em này. Lê Phương xin số đó nhá. Lê Phương có mã tặng đúng không? Ừ. Lê Phương cho em này, 38.000 này, ok này. 18 Hải Vân Phạm cho em này. Trời tí em mặc em còn chưa kịp mặc ấy. 18 Hải Vân Phạm cái này em thấy màu rất là thích luôn, Hải Vân Phạm cho em này. Chốt rồi cũng giải. 38.000 cho em này. 18 ok Hải Vân Phạm cho em này, đây 18 này. Chốt 18 cho em này. Ok Melanie Lê, sẽ để cho Melanie Lê nhá. Đây 18 mặc rất xinh này, nhìn của em này. Cái màu hồng, mọi người nhìn rõ màu hồng này không? Đó. Trần Chi cho chị size to này. Ừ chị Trần Chi lấy cho chị Trần Chi size to mà. Đây rất đẹp này. Mắt này mọi người mặc là form dáng dài, nó giống như ở váy ở nhà ấy mọi người. Đây. Đợi tí em mặc cho mọi người xem đây nhá. Mọi người mặc quần legging ở bên trong này. Đó. Mắt này mọi người mặc ở nhà màu cực kỳ xinh luôn. Màu hồng này 38.000 thôi. Đấy 38.000 cho em này. Đó rất đẹp mọi người nhìn không ạ. Màu hồng phấn nó là dáng váy như này nhá. Mọi người mặc quần legging bên trong này. Ủa, cái này đẹp đấy. Có khóa nhá. Có khóa sườn này đấy. Mọi người mặc quần legging bên trong. Mọi người mặc ngủ ở nhà thôi. Nó là form dáng rộng nhưng rất đẹp. Mặc đi chơi cũng được. Nhưng mà đấy là em. Đấy là em gọi là 38.000. Thì đấy mọi người nghĩ là kiểu mọi người thích, mọi người mặc ở nhà cũng được. Bởi vì rất là đẹp luôn. 18 đấy không? Nhìn cực kỳ baby nhá, mọi người mặc không cần quần legging cũng được. Ví dụ như mọi người mặc cái này, mọi người mặc đi ngủ ở nhà cũng được, có 38.000 thôi. Những ngày như thế này, eo ơi phê luôn. Ok Lê Phương có đơn rồi, 18 còn đúng 3 chiếc là hết này. 18 cho em mặc rất là xinh luôn, mọi người mặc không cần quần legging cho em. Những cái mùa như này mọi người mặc ở nhà thôi. 18 chốt cho em 38.000 nhá mọi người. 18 chốt cho em nè, xinh lắm luôn. Lê Phương có hàng rồi tình yêu. 18 này. Màu này cực kỳ xinh luôn đấy mọi người ạ, chất rất đẹp. Lá Thị Lan Hương cho em này. 38.000 mã này nhá. 38.000 cái mã như đang mặc này. 18 cho em này, 38.000 em lỗ luôn ạ. Không có đồ nam đâu, chỉ thỉnh thoảng có cái áo nam thôi. Nguyễn Ngân Khánh. Nguyễn Ngân Khánh này. Form dáng rộng đây em không chốt đâu ạ, Ngân Khánh cho em này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Rất là đẹp mã này, nhìn này. Xinh lắm ý, thế luôn, mặc ngủ ở nhà kiểu như nó mỏng mà mặc màu này cực kỳ đẹp luôn đấy. Mặc rất là baby cute nhá các chế. Đây này, có cái xét nha, nói chung mã này mọi người mặc ở đi ra ngoài cũng được. Em thấy cái váy này rất là xinh, màu hồng phấn mặc rất là đẹp. Nhưng chẳng qua là em, thực ra là em nói thật mọi người luôn, em bán hàng rất là kiểu như là cái mã này em thấy nhá, ok cái mã này mọi người mặc, mọi người hàng Quảng Châu luôn nhá. Mã này rất đẹp, còn một chiếc cuối cùng là hết. Linh hồng. 18 linh hồng hết này. Đẹp chưa mã này mọi người nhìn này. Mặc baby dã man ấy, thế em phải giữ một cái em mặc đấy. Này mặc baby chưa? Mặc của legging bên trong cũng đẹp nhá, 18 linh hồng hết cho em này. 18 gami này. 18 linh hồng cho em này. 18 linh hồng cho em 38.000 thôi. Nguyễn Ngân Khánh có hàng rồi này. Linh hồng cho em này. Có Mai Nguyễn Hải có hàng nhá. 38.000 cho em này. Hết cho em mã này. Đây. Nào thì lên cho em một cái phao này này. Phao này hôm nay cũng xả một cái giá gọi là sốc luôn. Nhưng mà áp dụng các chế chia sẻ livestream cho cháu nó nha. Đây này, rất đẹp. Phao này
mà đẹp xuất sắc luôn này. Đấy nhìn được không? Cái phao này nhá, em bán cho mọi người là giá 85.000. Tiếp cái này bao nhiêu đây anh? 19 cho em này. 19 cho em này. 19 cho em 85.000 thôi. Còn đúng 5 cái em bán hết cho mọi người luôn. Bởi vì phao này rất đẹp. Phao này không mồi phí, mọi người đi xe máy mồi mặc rất ok này. Dưới 55 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 55 cân mặc ok cho em cái phao này nhá. Phao này để cho mọi người đi xe máy này, những ngày mà mùa đông ý. Phao dài này, hôm qua chị nào chưa chốt được cái phao dáng dài thì lên phao dáng dài cho em này. Cổ lông phao dáng dài mặc cũng rất nhẹ này. Đây. Em chốt cho các chế. Cái mã này phao đẹp lắm mọi người ạ. Mặc nhờ kiểu những ngày đi xe máy ấy. Mặc những ngày đi xe máy này. Đó. Đó mọi người này, những ngày đi xe máy này mã bao nhiêu đấy? 19. Mã 19 xí xóa có hàng này. 85.000. 19 cho em xí xóa có hàng này. Lan Hoàng có hàng này. Lan Hoàng có số điện thoại chưa? Ai à, em 66 cân đấy. Xí xóa 66 cân để em xem có size to không. Trời 66 cân em sợ không vừa đâu. 18 này Lan Hoàng, 18 Phạm Thư này, đẹp lắm. Lan Hoàng cho em này. Mã 18 à, 19 chứ. 85.000 này, mã này rất rẻ luôn, em còn mấy cái em xả nốt thôi ạ, chứ không ai bán cái phao này 85.000 đâu ạ. 85.000 này. Phạm Thư cho em này. Pa 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 pa. 19 Hoàng tươi một cái này. 19 Hoàng tươi này. Hoàng tươi cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 85.000 này. 19 Thần Chi cho em này. Trời đẹp quá. Mặc là nóng hết cả người. 19 Thủy Thủy một cái hết này. Đẹp lắm, phao này rất đẹp này. Mọi người 19 Thủy Thủy một cái là hết này. Mai đẹp, không lấy hơi tiếc thì tình yêu. 85.000 em còn mấy cái em bán nốt thôi. Là lỗ đấy chứ. Đây này, phao rất đẹp nhá mọi người nha. Đây, nhìn nụ em nè, phao Quảng Châu nè. Thôi dừng lít nhanh nhá. À đây, lên nó một cái chân váy cho em này. Chân váy này như form dáng rộng cho em hay sao ấy mọi người ạ. À? Chân váy được 42 ký mặc được cái chị Hoàng Tư. Bởi vì sao mùa đông ý, mọi người khoác ở mọi người cứ nghĩ làm ai 19 á, để cho thôi, để cho nhường cho Vũ Minh Thu dồn đơn giúp em chị Thúy Thúy nhá. 19 này không vào được luôn. 19 Vũ Minh Thu dồn đơn cho em này. À vẫn còn mà. 19 này Vũ Minh Thu này. Đẹp quá. Bà Đỗ Chế chia sẻ live stream nha. Trời ơi em mệt quá, em phải đi ăn nữa đây. Em không thể nào em chịu được nữa rồi anh ơi. Cái mã này cũng bán cho mọi người về làm váy ngủ này. Thực ra em thề em trêu đấy, chứ còn mã này mọi người mặc nó là form dáng rộng nhá. Để mã này mọi người nhớ là inbox địa chỉ cho em nhá, để đi hàng này. Mã này dưới là chân váy ren này. Mùa đông mọi người mặc cái quần legging rất đẹp và cái chất này rất đẹp. Ưu tiên các tí yêu form to nhá. Mã này ưu tiên các tí yêu form to này. Đây đợi tí cho mọi người xem. Mã này mọi người thắt lưng rất đẹp này. Màu rất là xinh, bởi vì em là mã này nó form rộng này, tầm khoảng 60-65 mọi người mua về cho mẹ này. Rất đẹp luôn, mã này mọi người mặc cái quần legging này, dưới là lớp ren nhá. Đây. Ưu tiên các tí yêu tầm khoảng 55-60 cân này, 65 cân này ok này. Mã này 70 cân mặc cũng ok đấy chứ. Đây. Nhìn này. Đó, em đang mặc với lọ nên mã này rất xinh này, màu rất đẹp. Mã này cũng chỉ bán cho em là 45.000 thôi. 45.000 thôi, mã 20 cho em này. Mã 20 cho em này. Mã 20 cho em 45.000, mã này rất đẹp. Mã 20 mọi người thắt thắt lưng này. Eo ơi thề, mã 20 Trần Chi có hàng, đẹp lắm nhỉ Trần Chi. 45.000 cho em bút đen bút đâu mất rồi. Cái màu đen này. Ờ. Anh cứ bút cái luôn này. 20 Thanh Thiên, 20 Trần Chi này. Mã này xinh lắm, mặc cực kỳ tây. Mã này mặc rất rất thích dưới này, Trần Chi có hàng. Em hết bút rồi, người bút em vứt đâu rồi. Cái này ở đây em nó lẫn lộn quá. Để chung một chỗ. Mã 20 rất đẹp luôn, mã này mọi người mặc cho mẹ rất đẹp. Bởi vì cái em thấy cái chất của nó rất ok Trần luôn. Trần Chi Thanh Thiên nhé. Ừ, đã. Anh ơi em mượn cái bút đã. Khuyên Phạm có hàng này, có đúng 4 cái đâu. 45.000 thôi này. 20 này. 20 là chốt cho Trần Cherry này. Đó là 19. 85 ừ. 19 này chốt sai nữa này. Thủy này. Rất đẹp này. Mã 20 Khuyên Phạm có hàng này. 45.000 một cái nha mọi người. Mã này mặc rất xinh nhá mọi người, yên tâm đi ạ. Chất của nó đẹp chưa ạ? Mã 20 Khuyên Phạm đi đơn này, 20 thì Trần Chi này, yên tâm ạ. Mã này em không bán vớ vẩn đâu ạ. Khuyên Phạm cho em này. 45.000 này. Khuyên Phạm Trần Chi. Thanh Thiên này.
rất đẹp ạ, chất rất đẹp. Mã 20 cho em, chất không đẹp không lấy tiền các chế luôn. 20 này. 20 trần chi này. 45.000 này. Mã 20 này, chốt thanh thiên có rồi đúng không? Linh hồn một cái. 45.000 mã này mặc Thủy Đức dồn đơn này. Thủy Đức chất rất đẹp luôn, Thủy Đức cho em này. 45.000 này. Ok Linh Hồng em hết mã này mặc rất xinh, eo ơi thề. Đẹp lắm, mã này chất rất đẹp, mọi người mặc lên người, mã này chỉ có ưng thôi, màu tím cẩm. 20 chốt dài đấy. Thủy Đức này, Linh Hồng đúng không? Không biết là bọn anh ghi Thủy Đức hay ghi Linh Hồng đấy. Thủy Đức, mã này ghi Linh Hồng. Em hết rồi, 20 em hết rồi, cho em dừng clip với các chị em đi ăn đã. Ưng hiện, 20 Linh Hồng này. Bao nhiêu đấy nhở? Bye bye các chế, trưa mai em clip một ít nữa. Sau đó thì em sẽ dừng đơn để em làm đơn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Kasamita. Cảm ơn mọi người rất nhiều với đồng hồ live stream của em. Hứa là sẽ rất nhiều hàng. Linh Hồng ok chị Linh Hồng. 19 phao chị Linh Hồng. Đây 19 phao chị Linh Hồng cho em hết này. Thế để cho chị Hoàng Tươi size này đi. Có size nhỏ hơn chị Hoàng Tươi đấy. Để chị Hoàng Tươi mã này đi. Xem nào. Chị Linh Hồng lấy phao đúng không? Ừ. Linh Hồng có phao đấy, để xem có Hoàng Tươi này. Em dừng clip các chế nhá, em dừng clip nhá các chế. Đây là không lấy 20, Linh Hồng không lấy 20. Trời ơi bà nội. Sao lại comment là 20? Hoàng Tươi đâu nhỉ? Ô thì 20 không thấy rồi đâu, 20 không thấy. À, Trần Chi lại có hai cái này nhỉ? Em tốt bị loạn rồi. Anh nhìn cho em cái. Trần Chi ở đây rồi, xem có Trần Chi nữa không? 20 để cho chị Linh Hồng một cái này. Anh nhìn cho em cái. Nhìn gì như nào? Nhìn này ở đống này xem có Trần Chi không? Xem có Hoàng Tươi, em nhớ là em rõ ràng đã ghi Hoàng Tươi này mà. Trần Chi. Cả Trần Chi của Hoàng Tươi đều lấy luôn. Anh nhìn đây xem có Hoàng Tươi không hay là Trần Chi nhỉ? Bảo là em cứ chốt từ từ thôi, mẹ lúc nhầm thì lại khổ. Anh ơi xem của em đi đã, đừng nói nữa anh. Để xem nào. Ừ đúng rồi, Trần Cherry nhầm, Trần Cherry đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tí nhầm. Thôi rồi, để cho chị Linh Hồng, anh xem chị Linh Hồng nào. Trời ơi, không có nhìn thấy. Đây rồi, Hoàng Tươi rồi, để cho chị Linh Hồng đổi cho chị Hoàng Tươi size nhỏ hơn. Có size nhỏ hơn đây. 19 rồi. 65.000 cái phao rất đẹp. Bye bye các chế. Chúc các chế có một buổi tối vui vẻ. Trưa hôm mai em hẹn các chế, eo ơi thề. Ok ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, Kasamita.